sáng ngày 15 tháng 3, Ủy ban bầu cử huyện An Phú tổ chức họp kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện. Ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện An Phú, đến nay công tác lãnh đạo chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Ủy ban bầu cử huyện quán triệt triển khai nghiêm túc kịp thời cấp ủy chính quyền, ủy ban bầu cử các xã thị trấn đã thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra. Tính đến hết ngày 17 tháng 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyện, xã Thị Trấn đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Điều chỉnh số lượng ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Quyện là 65 người, đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã Thị Trấn là 766 người. Ủy ban Bầu cử Quyện đã ban hành thông báo về tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Quyện, nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến ngày 14 tháng 3, đã tiếp nhận 65 hồ sơ, đảm bảo hồ sơ số lượng đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân quyện. Hiện nay, các quyện và cấp xã đã hoàn tất việc lấy ý kiến cử tri để giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp quyện, cấp xã, đang tiến hành ra soát lập danh sách cử tri và thành lập các ban bầu cử cấp quyện cấp xã. Công tác thông tin tuyên truyền giải quyết khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự, cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử trên địa bàn được chú trọng thực hiện. Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyện, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quyện, yêu cầu Ủy ban Bầu cử các xã thị trấn tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về những nhiệm vụ liên quan công tác bầu cử, để người dân biết được trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ của mình trong công tác bầu cử. Khảo sát ra soát các điểm bỏ phiếu phù hợp, tăng cường thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyện còn nhấn mạnh, Công tác bầu cử từ quyện đến cơ sở cần chủ động tính toán các phương án vừa đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo hiệu quả công tác bầu cử thời gian tới.